Đây các bạn biết cái bản này là mấy người bạn à, hôm lại nó chỉ có ông Hiển trời trời ông mới nghĩ ra mấy cái vụ này. Thật sự ra đó thì khi mà anh em tới nhậu đó không phải là mình không muốn trân trọng mời vào cái cửa trước đó, nhưng mà điều tại vì nhà thì mình đang làm phía sau đó, thì khi sợ bạn bè tới bấm chuông mà mình không nghe kịp đó, thì bạn bè nó cũng phiền. Thành thử ra thấy gì mình để mời đi lối bên đây hay là vui lòng đi vào lối này này kia thì nghe nó cũng thường quá, cũng không phải là Hiển trời trời để nhậu đi lối này có cái chị bạn. Chị nói nghe vui lắm, chị nói tôi không nhậu tôi cũng đi lối này luôn. Tôi không nhậu mà tôi cũng đi lối này. Đây đi lối này. tới đây có thêm bạn nữa. Vào ba ra xỉn luôn. Hiển trời trời mà đó. Xin chào ngày mới đại gia đình Quán Yêu của Hiển Chào Chào Vlog nha. Dạ kính thưa quý bà cô chú anh chị em bạn bè thân mến, thì ngày hôm nay Hiển với Phó Bếp muốn chia sẻ với đại gia đình một cái không khí gọi là cái ngày dỗ chạp của người Việt Nam mình đó mà. Thì tuy là sống với xứ người nhưng mà Hiển cũng cố gắng duy trì. Thì ngày hôm nay mình làm cái tiệc nhỏ nhỏ để mời bạn bè để tưởng nhớ cái ngày ba của Hiển mất đó. Thì đại khái ở Úc mà. Mình có cái gì thì mình đãi cái đó chứ cũng không cần phải mà cái gì khô lân trả phụng gì. khô lãi à? Khô là không thì có. Bữa nay Phó Bếp sẽ làm cái gì rồi như thế nào thì mời đại gia đình mình cùng theo dõi để ủng hộ với Hiển Chào Chào Vlog nghe, nhớ cho like, subscribe and share rồi này cái cho mạnh dạng nghe nghe. Đây giờ Phó Bếp làm gì nè? Cái phần ốc này một lát nữa mình luộc xả chấm mắm mẻ là được rồi ha. Wow. Đó rồi bây giờ chưa từ từ hãy làm tới đâu nói tới đó đi, cứ làm quá nói quá sớm quá cái chịu không thấu. Bây giờ thì Hiển sẽ sắp rau ra đó, rồi cho rau ra đi. Rồi bây giờ mình sắp cái rau ra trước đi để cho nó trống cái bàn, cái bắt đầu mình làm tới cái món khác. Cái này cải nãy nhà Hiển mới cắt nghe các bạn. Hôm nay ở Úc này nó có một, tại vì nó có cái vụ mà cái gì El Nino hay là cái gì đó, áp thấp nhiệt đới đó, mưa dầm, mưa dữ lắm, mưa mà tới sình nổi nước là luôn. Bởi vì rau cải mắc lắm các bạn ở Úc. Trời ơi, rau muống cũng vậy nên nè, mưa xuống cái nó bị úng luôn á. Đây nè, phải chi mưa mà rau nó ngon sao, nó làm như là nó đèo đẹt luôn, nó bị giống dập á. Một nắm rau nhỏ thôi, mình nghĩ không tới 100 gram đó, 3 đồng. Ba bất cải rồi này kia cũng vậy. Bữa nay Hiển chơi sang, Hiển đãi rau không đó. Lấy cái đũa sóc sóc lên đây. Đũa sóc sóc cho tao dễ gấp á. Hiện bây giờ là ở đây là mùa đông, cho nên nó ngay mùa luôn á, cho nên sợ lạnh. Đây ông tránh bếp, ông lấy cái mí vải ông dừng vòng đây. Đó, rồi thêm một cái sưởi để sẵn thủ hờ. Nếu mà lát nó có gió lạnh á thì cũng có cái sưởi là bật lên liền. Mùa đông ở Úc á nó nghiệt ngã lắm các bạn. Mùa đông ở Úc á nó không có tuyết rơi nha, nhưng mà điều nó lạnh gọi là ghê hồn lắm. Có tuyết rơi nhưng mà cái vùng mà hơi xa, hơi núi chút. Từ đây tới đó mình đi cũng 5-6 tiếng anh ha. Đó, hơi xa chút chứ chỗ Sydney thì nó không có. Bữa nay dự báo thời tiết báo là 7 độ, hơi lạnh. Tương đối cũng được, không đến nỗi. 7 độ. Trời Phật thương, mấy ngày trước nó xuống còn có 2-3 độ à. Bữa nay nó ấm lên được chút. 7 độ mà không có gió thì không sao. Sợ có gió lạnh thôi, nhưng mà ông tránh biết ông dừng kiểu này là không có gió lọt vô nổi rồi. Sướng có cái là mùa đông ở đây các bạn biết không, không có ruồi.
Nó ngộ lắm, nó đi đâu mất tiêu hết trơn. Trong mùa hè ruồi dữ lắm, ruồi. Ruồi mà tới ông Việt Thảo hôm qua đây cũng còn sợ mà. Mùa đông chứ không, mùa đông nó không sao, chứ mùa hè mà dở con mắm ra là có em ruồi tới liền nha. Đây, các bạn biết anh em này là thương hiệu nha. Đó, thương hiệu của Phó Bếp á. Tết rồi kia Phó Bếp cũng làm để chia sẻ, ai cần thì Phó Bếp làm. Cái bàn này chắc hai dĩa quá, chân dĩa chứ không được quá. Còn để hai dĩa cỗi đi, chân dĩa ăn không được đâu. Đủ chưa con? Đủ chưa ta? Barbecue, bò lá lốt. Đó. Nước thợ nấu là phải có cái vụ này. Anh ơi. Ơi. Cái đồ quét dầu có chưa? Có rồi. Bắt mắt à, hấp dẫn không? Mình quét một ít dầu tỏi lên á, cho nó thơm. Tại vì cái thịt bò đó các bạn biết không, nó dễ chín lắm. Lá lốt thì khỏi nói rồi, ăn sống cũng được. Cái bò đó thì mình để lên lửa than, cái loại than đá nó nóng dữ lắm. Đó. Đây, các bạn thấy không? Để bẻ thử một cây ra. Ù da nóng. Đây, các bạn thấy không? Quả khá là ngon luôn, mời các bạn nha. Thử nha. Mời. Uống bia là hết thảy à. Tại vì ở nhà mình có lá lốt các bạn biết. Làm ăn cũng ngon. Đây, mời các bạn uống bia nha. Nhậu với Hiển trời nha. Đó. Hai ngày trước gió giông thì đùng. Tới ngày hôm nay nắng ráo, không gió. Rất là mừng. Cái này mình để ra đây để chút xíu để mình ăn cái lá lốt. Để lấy mấy cây lá lốt để lên cái đi. Để sao được đây cho nó đẹp ra. Khỏe anh Sơn. Bữa anh Hiển nói anh bị đau tai gì đó, cái anh Hiển nói rồi ông này đau tai chắc không được quá. Chết à? Được. Tùng gì mà cái phan mà đi cầm tay phan. À. Phan cái đầu đầu của cô ấy. Chào ngồi đi. Từ từ. Cái này bao tử nấu tiêu. Mà nấu chung với con gà chạy bộ chứ không có nấu một tự không. Đây. Đó mà nấu chung với gà với lại cái mề gà nữa. Ở đây mình thường thường mình nấu cái tiệc phải có cái lẩu. Đó, tại lạnh quá à. Luôn kìa. Chiên lấy cái nồi này nè. Rồi bắt lên đi. Tại mình chiên bằng cái rổ. Chả giò nè. Mà nãy để vô cái dầu nó chưa có nóng không, cái nó muốn bể ra. Đảo qua đây tắm để khác kìa. Mày thấy. Alo. Để em cái bả nhậu đi lối này. Để lên đường bàn thờ nha. Dạ dạ. Đó, bỏ nữa không? Nữa. Bỏ
quá vậy đó, cuốn trái. Cuốn trái giò đỡ tôm luôn luôn. Quá vui. Một hai ba bốn, một hai ba bốn, một hai. Sao đến? Chặt mẹ đi. Cái gì nói gì vậy? Tính nhờ hai ông thầy qua đấu trước. Trời ơi, để tự anh nó thích cái gì làm đó. Rồi khỏi qua đấu hen. Vô luôn hen. À, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa quý ông bà cô chú anh chị em của Hiển Trại Trời Vlog. Dạ thì nói chung ngày hôm nay trước nhất là xin cảm ơn anh Xuân với anh Minh đã nhín chút ít thời gian để đến để mà cùng tưởng lại dự cái tiệc tưởng nhớ dỗ của ông già. Thì ngày dỗ mà hôm nay ở tại xứ Úc này thì các bạn nhìn thấy là quá vui rồi, đông vui rồi đó. Sở dĩ có văn nghệ tại vì ông già lúc còn hiện tiền rất là khoái cái môn này đó. Thì cái ngày kỵ cơm của ông già mình muốn tái hiện chút xíu vậy mà cho ông già vui. Rồi bây giờ nói đông nói tây thì hôm qua nói thiệt bây giờ là Hiển Trại Trời quấn khúc liền mở màn một lớp Nam Xuân. Yo! Chào sao chưa lên dây? Trời ơi. Án tù đã chồng nặng gấp đôi. Trải bao gió dồn sông dập nay vừa thoát được đây thôi. The next day. Đó, đêm hôm. À, chào buổi sáng đại gia đình mến yêu nha. Đó, thì qua một đêm tưng bừng náo nhiệt. Tưng bừng khó lửa.
Bây giờ sáng ngày hôm sau thì vợ chồng Hiển chơi chơi chuẩn bị dễ dọn dẹp. Hồi hôm tại vì trong cái sự vui đó rồi mình không có muốn chào giống như chào tạm biệt thì những người ngồi chơi thấy sợ, nó cũng hơi xao xuyến đó, để cho cái cuộc vui nó cứ tiếp tục. Nó tiếp tục đi mà sáng mình tính nữa. Thì đại khái là như vậy, rất là cảm ơn đại gia đình Mến Yêu đã quan tâm theo dõi Hiển chơi chơi vlog trong suốt thời gian vừa qua nha. Đó, thì cuộc sống ở Úc mà mình muốn ghi lại những hình ảnh này để chia sẻ với đại gia đình để cùng đồng cảm. Ngày hôm nay Hiển với Phó Bếp đứng đây để mà kết thúc cái clip đám giỗ ba của Hiển trời trời. Ở đêm hôm thấy hình như ca dữ hả, có ca không? Đó, cái đó mới là cái bí mật mà được bật mí của Hiển trời trời đó nghe, nhiều tài lẻ lắm. Dạ rồi thì giờ thì Hiển Phó Bếp xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nghe, nhớ like share và đăng ký để ủng hộ nha. Dạ thì bye bye.